Đó, chú mèo à, mèo này nó chạy vô nhà bà ra nè, giờ bà cũng thương nó, bà đem lên đây kêu nuôi. Đây là thứ hai, Monday hả? Monday. Mèo hả, mèo hả, dễ thương không? Dễ thương không? Ngoan nha, ngoan thì nuôi mới nuôi nuôi được nghe không? Giờ không biết nhà mày ở đâu mà đi lạc hay sao, chắc đi lạc đúng không? Có đi lạc rồi bây giờ hả, không biết nhà ở đâu thì thôi vô nhà mới ở hen, rồi để trở lên là tính toán làm sao. Trời ơi, hết mèo rồi chó rồi cá, không có điều kiện để nuôi nhưng mà rất là thích, rất là thương nha. Mèo này mèo mướp, mà mèo mướp này, mướp á. Có vườn, nhà có vườn này kia nuôi thích ha. Rồi vậy nha. Đó. Mày có đẹp không, đẹp gái không, đẹp gái hay đẹp trai?